Thưa quý vị, nếu như trước đây việc nuôi trai lấy ngọc chỉ được thực hiện ở biển, thì vài năm trở lại đây thì việc nuôi trai nước ngọt đã thực hiện ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Và điều đáng nói là chất lượng ngọc trai nước ngọt được các chuyên gia đánh giá là không thua kém gì so với ngọc trai được nuôi trồng ở các vùng nước mặn. Vâng, và từ hơn một năm nay thì mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chủ trì thực hiện tại hai hồ là hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu thuộc huyện Đại Từ. Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương mà còn giúp làm sạch nước hồ. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình nuôi trai nước ngọt tại huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Gia đình ông Hạnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chuyển giao mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc từ năm 2017. Đến nay, gia đình ông có một hệ thống hàng chục lồng nuôi trai tại hồ Vai Miếu, huyện Đại Từ. Ông Hạnh cho biết, cũng giống như trai nuôi nước mặn, trai nuôi nước ngọt ăn phù du nên có khả năng làm sạch nước hồ. Tại hồ Vai Miếu, môi trường nước rất thích hợp cho việc nuôi trai lấy ngọc. Treo sâu xuống khoảng độ bao nhiêu này? 6-70 phân thôi. Mình nước này vì lấy hồ này, nước nó đạt cái hồ này nó rất sâu. Nên cái nhiệt độ nó giữ là lúc nào nó chỉ từ 20 đến 28 độ thôi. Nên là nhiệt độ không bao giờ lên, mùa đông nó cũng không xuống mà mùa hè nó không lên. Thế con trai trai này thì cái bè nó cứ lên thì nó lên xuống thì nó xuống, nên là mình đã cố định rồi. Thế lúc nào nó ở tầm đấy. Cũng giống như nuôi trai lấy ngọc nước mặn, việc nuôi cấy ở đây hoàn toàn tự nhiên nên các công đoạn nuôi cấy phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt. Hiện nay mô hình nuôi trai lấy ngọc của gia đình ông Hạnh được thiết kế thành hệ thống bè nổi. Trên mặt bè là hệ thống các giá treo đặt song song nhau với khoảng cách từ 0,8 đến 1 mét. Sau khi phôi được cấy vào trai mẹ, sẽ được đặt vào các lồng nuôi. Cứ sau 20 ngày lại được kiểm tra định kỳ tốc độ tăng trưởng. Chuyên gia của Nhật ấy, nên là các anh đã làm chuyên gia của Việt Nam, người ở dưới Ninh Bình người ta làm lâu rồi ấy. Thì các anh đánh giá nếu mà cái con trai trai ở đây, cái ngọc của nó rất đẹp và đạt. Mà cái này là tôi cũng đang nuôi lần đầu tiên nên cái ngọc này đang vẫn phụ thuộc vào các chuyên gia. Nhưng lâu lâu lại mời người ta đến để xem là có đạt chất lượng không. Sau hơn một năm triển khai nuôi, đến nay phôi ngọc đã được phủ kín và tăng gấp đôi thể tích. Đặc biệt, ngọc trai tại lồng nuôi của gia đình ông Hạnh được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đánh giá có chất lượng tốt. Sau hơn một năm triển khai thì cơ bản là dự án cũng đã triển khai đáp ứng yêu cầu và các cái kết quả đặt ra. Thế tháng 10 này thì chúng tôi sẽ tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh và sau khi nghiệm thu thì sẽ triển khai để nhân rộng. Và nhân rộng trước mắt là các cái doanh nghiệp đầu tư để nhân rộng triển khai. Sau đó là các cái hộ nông dân xung quanh cũng sẽ phối hợp cùng với lại doanh nghiệp để xây dựng một cái mô hình mới đối với tỉnh Thái Nguyên. Theo dự kiến, đến tháng 10 năm 2018, những lồng trai nuôi này sẽ được thu hoạch. Hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Chi phí một con trai để nuôi, cấy ghép chỉ hết 35.000 đồng. Song giá bán hiện tại trên thị trường, một viên ngọc trai loại trung bình có giá từ 400 đến 800.000 đồng, ngọc trai loại đẹp từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài hồ Vai Miếu thì hiện nay hồ Núi Cốc là nơi thứ hai tại Thái Nguyên đang thực hiện mô hình này. Qua khảo sát các cái hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi nhận thấy rằng ở hai khu vực hồ là hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu là có cái thành phần dinh dưỡng cũng như các cái chất khoáng tốt để tạo lên được một cái viên ngọc tốt. Đấy. Năm 2017 chúng tôi đã mời chuyên gia của Nhật sang để cùng với lại doanh nghiệp cũng như là các chuyên gia của trường đại học Lâm là khảo đánh giá, điều tra, khảo sát các cái vực nước thì nhận thấy rằng đối với nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ở hồ Núi Cốc và hồ Vai Miếu là tốt nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như miền Bắc Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay Sở đã phối hợp với một vài doanh nghiệp để bao tiêu toàn bộ ngọc trai khi tới thời kỳ thu hoạch. Vì vậy, các hộ nuôi trai hiện nay không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Ngoài sản phẩm chính là ngọc trai, vỏ trai còn được tận dụng làm các đồ thủ công mỹ nghệ, thịt trai dùng làm thực phẩm hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Nuôi trai lấy ngọc cũng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và có thể nuôi kết hợp với các loài thủy sản khác. Chúng tôi cho rằng đây là một cái công nghệ cũng rất là mới và nó phù hợp với các điều kiện của tỉnh Thái Nguyên. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã, Sở Khoa học Công nghệ cũng đã đầu tư để triển khai dự án này với hai lý do. Một ấy là mở ra một cái ngành nghề mới cho tỉnh Thái Nguyên. Thứ hai là gắn với lại du lịch phát triển hồ Núi Cốc.
Từ một ý tưởng táo bạo nuôi ngọc trai trên núi, những lồng nuôi trai này đang là mô hình kinh tế mới. Ngoài việc giải quyết việc làm cho người dân, khai thác tiềm năng thủy sản còn góp phần quan trọng vào việc phát triển du lịch tại khu vực Hồ Núi Cốc với định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia. Không chỉ vậy, mô hình này cũng đang góp phần làm sạch môi trường nước tại các hồ như thế này.